Tác phẩm điện ảnh đầu tiên mà Yuna tham gia có tên Confidential Simon đã cán mốc 5 triệu lượt xem chỉ sau 15 ngày công chiếu. Dù chỉ xuất hiện với vai phụ, nhưng nữ ca sĩ nhóm nhạc SNSD đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Trong phim, nhân vật của Yuna có tính cách 3D hài hước, khác xa so với hình tượng ngọc nữ của cô nàng từ trước đến giờ. Nhiều trang review phim để lại không ít bình luận ngợi khen khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, thú vị của sao nữ nhà SM. Trong phim Confidential Simon, Yuna vào vai một cô nàng ăn bám gia đình vì thất nghiệp và có tình yêu sát đánh với Hyun Bin. Tạo hình ngố rừng, đanh đá cùng với tính cách dở hơi, tưng tửng đã mang về cho nữ diễn viên thành công lớn về mặt diễn xuất. Mỗi lần cô nàng mở mồm, cả rạp phim đều phá lên cười không ngớt, đặc biệt là câu thoại "Người phụ nữ kia, anh yêu cô ta nhiều vậy cơ à". Năm 2016 được xem là mốc son đáng chú ý của nữ thần tượng trong sự nghiệp phim ảnh. Thành công trong phim The K2 đã giúp cô nàng phá vỡ định kiến bình hoa di động. Từ đó mà Yuna được đạo diễn phim Confidential Simon chọn mặt gửi vàng. Vai diễn điện ảnh đầu tiên không chỉ tạo điều kiện cho thành viên SNSD nâng cao khả năng diễn xuất mà còn giúp cô nàng củng cố danh tiếng. Nhiều netizen Hàn đã để lại các bình luận tích cực như sau. Cảnh Yuna nằm trên giường và ghen tuông thực sự hài hước. Chẳng có lỗ hổng diễn xuất nào. Hyun Bin quá ngầu còn Yuna hài lắm. Tôi cười như điên mỗi khi cô ấy xuất hiện. Vai diễn của Yuna không quá quan trọng nhưng là người tạo ra cảm hứng, mang lại cảm giác thoải mái. Cô nàng diễn xuất quá tự nhiên như con người thật của mình vậy. Cô ấy xuất hiện ít nhưng tạo dấu ấn đáng nhớ nhất nhờ diễn xuất hài hước, thật sự là scene stealer. Không chỉ có cư dân mạng mà ngay cả đạo diễn và nhà làm phim cũng khen ngợi diễn xuất của Yuna, cho rằng cô nàng là nhân tố bí ẩn tạo nên thành công của bộ phim. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.